Ngày 1 tháng 7, Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Quỹ Viettel Foundation và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ bàn giao mái ấm tình thương cho hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Tham dự sự kiện có bà Phạm Thị Vân Anh, Phó Tổng biên tập Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Đình Huy và bà Trần Thị Bích Vân, đại diện Quỹ Viettel Foundation, bà Phan Thị Thùy Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Bến Cầu, bà Lê Thị Tuyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bến Cầu và các cán bộ là đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Mái ấm tình thương được trao tặng cho hộ bà Nguyễn Thị Nhật. Bà Nhật là phụ nữ đơn thân, thuộc diện hộ nghèo của ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Vì hoàn cảnh khó khăn nên nhiều năm nay bà Nhật sống một mình trong căn nhà dột nát. Sau hơn một tháng thi công, đến nay mái ấm tình thương đã hoàn thành với diện tích 47,25m², khang trang, đẹp và ấm áp. Tổng kinh phí xây dựng là 100 triệu đồng, trong đó Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ Viettel Foundation phối hợp tài trợ 70 triệu đồng và 30 triệu đồng còn lại do người thân của bà Nhật đóng góp. Mái ấm tình thương được trao tặng giúp bà Nhật không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa gió. Cô Phật mẫu ở dưới có nhà nước, giờ cũng như giúp tôi mà bữa nay mà có được một cái căn nhà này. Hiện giờ tôi cũng cảm ơn các ngành, các cấp, cảm ơn hết luôn. Mái ấm tình thương được trao tặng không chỉ đem đến niềm vui, sự hạnh phúc cho người nhận, mà đây còn là niềm vui của những người đồng hành thực hiện. Thì không có gì hạnh phúc hơn bằng cái câu chuyện góp đặt những tình thương này để mà xây dựng ra được một cái mái ấm. Và chúng tôi cũng nghĩ đây cũng là một cái mệnh lệnh từ cái tim của những người làm một cái tờ báo mà ở đó thì Báo Phụ nữ luôn xác định là đối tượng yếu thế là phụ nữ, là trẻ em, là những người cần sự giúp đỡ, và Báo Phụ nữ có một sự ưu tiên đặc biệt. Và cái hành trình đó kết thúc được không thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục trong một cái hành trình có ý nghĩa đó, và cũng rất là mong anh chị có thể là giúp đỡ, thì phương giúp đỡ để mà cho báo cũng như là các nhà tài trợ có những cái địa chỉ dễ cần mình hỗ trợ thật sự để mà mình tiếp tục lan tỏa đi những cái thông điệp yêu thương, những cái tình cảm giữa cộng đồng, đặc biệt ở đây là có một cái ý nghĩa chính trị xã hội, đó là một cái kiều bào, gia đình kiều bào, vì đó cho thấy là kiều bào mình thì lúc nào cũng hướng về quê hương và có những cái đóng góp và bằng một cái tình cảm rất là thiết thực về cái tình yêu thương và nó là cảm ơn. Hôm nay khi giao nhà cho chị Nhật thì tôi cảm thấy rất là xúc động, tại vì mình đã trực tiếp giúp đỡ được cho một người phụ nữ có hoàn cảnh rất là khó khăn. Giúp đỡ cho người khó khăn lúc nào cũng là nguyện vọng của gia đình. Việc xây tặng các nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo đã giúp các gia đình khó khăn về nhà ở, được ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Rất là mong, rất là hy vọng quê hương Tây Ninh nói chung sẽ nhận được nhiều hơn nữa những cái tấm lòng, những cái cầu nối giữa Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh với lại các anh chị nhà tài trợ Mạnh Thường Quân, về với lại vùng đất Tây Ninh còn nhiều cái khó khăn, nhiều cái mảnh đời bất hạnh nữa. Cũng nhân dịp này, Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh cùng Viettel Foundation cũng đến khảo sát hoàn cảnh hộ bà Phan Thị Tài ở xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu để tiếp tục hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương thứ 12 trong năm nay.